Vào lúc 20 giờ tối qua, Công an huyện Cam Lộ bắt giữ hai đối tượng nghiện ma túy có hành vi thuê xe ô tô đi trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an huyện Cam Lộ tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin kẻ gian đột nhập vào nhà bà Hà Thị Lan ở thôn Kim Đâu, xã Cam An, huyện Cam Lộ, lấy trộm một TV trị giá 11 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Cam Lộ nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đã xác định được hai đối tượng gồm Nguyễn Hữu Khánh, sinh năm 1987 và Lê Thọ Khang, sinh năm 1986, đều trú ở phường 5, thành phố Đông Hà. Theo khai nhận ban đầu, vào ngày 1 tháng 4 năm 2018, Khánh và Khang thuê xe ô tô đến nhà bà Lan để thực hiện hành vi trộm TV, sau đó đưa đi bán để có tiền tiêm chích ma túy. Cả hai đối tượng này đều có nhiều tiền án, tiền sự và đang nghiện ma túy nặng, riêng Khang vừa mới ra trại năm 2016.